Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ tối ngày 13 tháng 7. Thì đây là trung tâm Sài Gòn. Thì đây là chỗ đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ. Thì ở bên trong góc cái mặt bằng của Thương Xã Tắc ngày xưa, người ta đặt rồi đó quý vị. Thì đó là có một cái sân khấu người ta làm ca nhạc vào tối thứ bảy ở trung tâm Sài Gòn cho những người dân ở thành phố và những người bạn trẻ, sinh viên, thanh niên đi xem hả quý vị. Thì rất là bất ngờ quý vị, tối này rất là đông này, quý vị nhìn thấy không? Bốn quanh đường Lê Lợi rồi tới tôi sẽ đi tới ngã tư Bùng Binh đó quý vị, Bùng Binh chỗ Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Thì ở đây rất là đông, toàn là những người bạn trẻ, thanh niên, sinh viên không đi ra đây chơi. Thì hôm nay là được dịp những ngày hè, sinh viên đang nghỉ và học sinh cấp 3, cấp 1 cũng đang nghỉ toàn thành phố ở các huyện, và những khách du lịch của các tỉnh đến đây để đi du lịch. Thì người ta nhân tiện những cái tối thứ bảy như này, hôm nay trời rất là mát các huyện, trời rất là mát tại vì đang ảnh hưởng cái cơn áp thấp nhiệt đới ở ngoài miền Đông. Mưa thì không có mưa quý vị, nhưng mà trời nó rất là mát, rất là dễ chịu luôn á. Sài Gòn thì tối hôm nay ra đây thì thật là đẹp các quý vị. Đấy quý vị thấy không, thanh niên, toàn thanh niên, các bạn trẻ ra đây chơi để mà xem các ca nhạc về buổi tối của trung tâm Sài Gòn. Thì trung tâm Sài Gòn thì bao giờ cũng vậy, tối thứ bảy chủ nhật thì rất là nhộn nhịp luôn, rất là đông người ra đây để mà vui chơi. Thì hôm nay mời quý vị các bạn đi dạo trung tâm Sài Gòn này để mà xem cái không khí của trung tâm của Sài Gòn như thế nào hả quý vị. Thì trung tâm Sài Gòn này thì có nhiều với những cái tiết mục, và bây giờ cũng có cái tiết mục một ca nhạc thôi, rồi những cái hoạt cảnh, những cái diễn viên múa về dân tộc, về văn hóa dân tộc, nhất là của người miền Nam. Thì hay thứ bảy chủ nhật là hay ra ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn đó, những cái dàn nhạc vừa thổi sáo vừa thổi những cái trống rồi những cái dụng cụ dân tộc, đàn dân tộc của Nam Bộ rất là nhiều, tối nào cũng hay biểu diễn ha quý vị. Thì trước xíu nữa tôi đi dạo tới đó để xem có những cái hoạt cảnh về văn hóa múa của dân tộc, của dân ca Nam Bộ gì đó, thì tôi sẽ quay lại cái video đó để mời quý vị xem về cái vở kịch đó ha. Thì chắc nó vở kịch thì nó múa thì nó không có dài đâu quý vị, khoảng mấy phút thôi, để cho quý vị và các bạn biết về cái văn hóa dân tộc của Nam Bộ đó quý vị. Ở đây khu này thì đang diễn ra cái trung tâm ca nhạc này của các ca sĩ trẻ, thì hợp với người trẻ thôi ha quý vị, những người lớn tuổi thì không có hợp đâu. Thì tôi sẽ đi dạo đây, đây là xung quanh chỗ Bùng Binh ngã tư Lê Lợi và Nguyễn Huệ quý vị. Hôm nay trung tâm rất là nhộn nhịp các quý vị, đèn rất là đẹp, rất là sáng, nhiều những người trẻ ở đây các quý vị. Ở Sài Gòn đúng là thì chỉ có về tối thứ bảy chủ nhật đi ra đây là vui thôi, chứ còn thường thường thì những ngày thường thì chủ yếu là đa số là nó không, những cái món ăn tinh thần thì nó không có nhiều quý vị, cho những người trẻ chỉ có đi dạo phố rồi uống cà phê ăn uống rồi đi chơi đi bời này kia dạo phố thôi, chứ còn không có một cái tiết mục gì gọi là để cho mà vui chơi cho những người trẻ mà những ngày thường phải có việc. Thì đa số là chủ yếu là vào thứ bảy chủ nhật hay tập trung ra đây, ngày lễ Tết thì hay ra bến Bạch Đằng để mà xem pháo bông thôi.
Còn nếu mà khách du lịch đi về đây thì hay bây giờ là hay đi ban ngày thì đi mấy cái khu di tích lịch sử, rồi ban đêm thì hay đi dắt con ở đây chơi, rồi đi xe buýt hai tầng để đi thăm đường phố của Sài Gòn. Rất đông rồi các vị, toàn thanh niên sinh viên không rồi các vị ha. Rồi giờ tôi sẽ đi xuống đi dọc cái đường phố đi bộ này để mời quý vị các bạn xem cái không khí vui chơi tối thứ bảy của trung tâm Sài Gòn. Thì trung tâm Sài Gòn về đêm thì bây giờ rất là đẹp các quý vị, đường xá thì bây giờ làm cũng rất là sạch sẽ, rồi các nhà ở hai bên thì bây giờ được xây dựng mới rất là nhiều nên là thu hút được rất là nhiều bạn trẻ và những khách quốc tế tối người ta đi về đây chơi, thì người ta nhiều người ta đi chơi, còn ai mà ham vui về quán bar thì người ta về phố đi bộ đi viện. Thì Sài Gòn về những cái ngày này thì nó muôn màu hơn các bạn, nó lợi thế của Sài Gòn của miền Nam thì là hai mùa mưa nắng thì nó không có nắng nóng lắm các bạn, rất là vừa, rất là dễ chịu, không khí rất là dễ chịu luôn, không như miền Bắc thì nắng quá, nóng quá, rồi lạnh thì lại lạnh quá, rồi mưa thì lại mưa nhiều đó các vị. Miền Bắc và miền Trung rất là khổ, nhưng mà Sài Gòn được cái khí hậu rất là tốt thôi các vị. Nó mùa mưa thì nó mưa dồn dập khoảng chừng tiếng đồng hồ, mưa nhiều lắm là tiếng đồng hồ thôi, mà bình thường nó mưa đâu khoảng nửa tiếng là nhiều đấy các vị. Bão thì không nói đâu, bão thì nó nhiều khi nó vào gần đến đây thì nó hay mưa dầm. Vâng, quý vị thấy không? Rất là đông thưa quý vị. Sài Gòn này nhìn rất là bất ngờ luôn, biết bao nhiêu người ra đây chơi hả quý vị. Đây là khách du lịch cũng nhiều hả quý vị, khách du lịch của Việt Nam như là các tỉnh lên đây, nhất ở ngoài Hà Nội rồi các Hải Phòng, miền Bắc, miền Trung thì ai có điều kiện thì bây giờ đang nghỉ hè quý vị thì người ta vào đây du lịch rất là nhiều, đưa con đưa cháu vào đây đi chơi. Bây giờ là những người bán hàng rong ở đây á, thì công an người ta cũng đã dẹp rồi, người ta không cho bán hàng rong. Bây giờ là bán hàng rong ở đây là người ta bắt rồi. Đây, bán hàng rong ở đây có nhiều người tôi vô ý á, quý vị, cái đường phố này sạch sẽ như này thì nhiều người mới xả rác ra, quý vị không có ý thức chứ. Nên là bây giờ là chính quyền phường ở đây quận 1 người ta không cho nữa. Thank you.
tối ấy, thì ra bên trung tâm này thì rất là đẹp ha quý vị. Buổi tối thì nó có những nhiều ánh đèn từ các tòa nhà, nhà hàng, quán bar nó tỏa ra, rồi đèn ở chiếu sáng của đường phố này, đi bộ này nữa, thì nó tơ lên một cái những cái vẻ đẹp ánh sáng màu khác nhau của các cái bóng đèn ha quý vị. Bây giờ người ta chơi về cái bóng đèn LED rất là nhiều. Đèn LED bây giờ rất là thịnh hành, nên là nó không có tốn điện bao nhiêu hết à, cho nên là các tòa nhà ở thành phố người ta trang trí rất là nhiều về những cái đèn LED để làm cho thành phố nó lung linh hơn quý vị, lung linh thêm. Thì Sài Gòn nó từ xưa tới bây giờ rồi, nó là một cái gọi là hòn ngọc phía đông quý vị. Thì nhưng tùy theo cái thời kỳ phát triển khác nhau thì ngày nay Sài Gòn thì đã được mở rộng ra cũng rất là nhiều, thì cũng được chỉnh trang và lớn hơn ngày xưa. Thì nó tùy từng người, thì có người hoài niệm về cái nét cổ ngày xưa Sài Gòn thì nó rất là dễ thương. Những cái nét Sài Gòn ngày xưa thì xe máy thì nó rất là ít, xe hơi rất là ít, nhưng mà nó vẫn có một cái sự dễ thương của Sài Gòn cổ ngày xưa. Quý vị xem lại những cái hình ảnh của những cái video của ngày xưa mà người ta quay lại, rất là dễ thương. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ thưởng thức tiết mục múa Mưu Thị Hến, âm nhạc Phú Quang, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Bá Thái và nghệ sĩ nhân dân Lê Huân, được biểu diễn bởi nghệ sĩ Khánh Linh, Kim Thơ, Thi Nhi, Dana, Quốc Bảo, Khôi Nguyên và Đức Dũng. And now is a dance performance, choreographer by Lê Huân and meritorious Bá Thái, performed by dance artist of Bongsen Music and Dance Theater. Đây là những cái tiết mục về văn hóa của người Nam Bộ thôi quý vị. Như là quý vị nhìn thấy đó là cái cô đang múa đó, tức là vào cái dia vai diễn là cô gái bán hoa, hay quý vị, cô gái bán hoa đang múa để mà cho nó đẹp thôi quý vị, cho cái vở kịch múa này nó đẹp.
cái bài kịch này thì nó phù hợp tới bây giờ. Thì bây giờ cũng vậy quý vị. Bây giờ thì nhiều ông cũng ra ngoài có tiền, ra ngoài còn tem, nhiều bà cũng đi đánh ghen nhiều lắm quý vị. Đi tiếp xuôi đường cái loại phố đi bộ cái này này xuống tới gần chỗ bến Bạch Đằng ha quý vị. Đông hay quý vị, ngày cuối tuần ai cũng đi ra đây để mà chơi hết, để đưa con. Nay những cái ngày hè nhiều người đưa con ra đây chơi hay quý vị. Ở Sài Gòn đường thì bây giờ này cứ thấy gia đình một chiếc xe máy là nhiều khi 4 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con bắt gặp rất là nhiều hay quý vị.
Đây là cái chung cư số 38-40 Nguyễn Huệ ha quý vị. Thì trên đó thì các căn hộ người đó bây giờ người ta cho thuê để mà những người ta làm nhà hàng ha quý vị. Nhà hàng ở trên đó rất là nhiều, từ Tây cho tới Việt cho tới của Nhật Bản nè quý vị, trên đó. Quý vị nào muốn ăn thì cứ đi theo cầu thang lên trên đó là tới ha quý vị. Những em gái ra đây rất là dễ thương nha quý vị. Những em gái trẻ tuổi ra đây đang là cái tuổi vui chơi, đang nhiều cái tuổi mộng mơ và đang cái tuổi đi chơi, cho nên là rất là nhiều cái hoài bão và những cái tinh thần về thanh niên tuổi trẻ, cho nên nhìn rất là hồn nhiên dễ thương nha quý vị. Hồi tới đây thì tôi cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thì cũng gần hết rồi các vị, gần hết đường phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thì tôi cũng gửi cái video này để chia sẻ cùng quý vị và các bạn cả nước hay là những người nước ngoài yêu thích về Sài Gòn, yêu mến Sài Gòn. Thì đây là cái video thực tế để tôi gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.